Chào mừng các bạn đã đến với kênh Review Vlog. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật cổ xưa và vô cùng kỳ diệu của đại dương, đó là rùa biển. Nhưng chú rùa biển không chỉ là biểu tượng của sự trường tồn mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời đầy phiêu lưu, những hành trình dài vượt đại dương và các mối đe dọa mà loài rùa biển đang phải đối mặt. Hãy cùng mình bước vào thế giới của rùa biển ngay bây giờ. Rùa biển là một loài động vật cổ xưa và bí ẩn, có mặt trên trái đất hàng triệu năm. Cuộc sống của rùa biển gắn liền với cả đại dương bao la và những bãi biển nhiệt đới, nơi chúng trải qua những hành trình đầy thử thách từ khi nở cho đến khi trưởng thành. Dưới đây là mô tả chi tiết về cuộc sống, tập tính và sinh sản của loài rùa biển. Rùa biển sống chủ yếu trong các đại dương ấm áp trên khắp thế giới. Chúng là những tay bơi cừ khôi, có thể di chuyển hàng nghìn km trên đại dương để tìm kiếm thức ăn và sinh sản. Rùa biển thường cư trú ở các vùng biển ven bờ, nơi có san hô, rừng ngập mặn và các hệ sinh thái biển khác, cung cấp nguồn thức ăn phong phú như sứa, tảo, cá nhỏ và động vật giáp xác. Tuy nhiên, rùa biển dành phần lớn cuộc đời của mình ở biển sâu, nơi chúng di chuyển liên tục để tránh các loài săn mồi và tìm kiếm nguồn thức ăn. Rùa biển là loài động vật độc lập và thường sống đơn độc, ngoại trừ trong mùa sinh sản khi chúng tụ tập ở các bãi biển đẻ trứng. Một đặc điểm đáng chú ý của rùa biển là khả năng định hướng và điều hướng tuyệt vời, cho phép chúng trở lại chính xác bãi biển nơi chúng đã nở ra để sinh sản, ngay cả sau hàng chục năm lang thang trên đại dương. Chúng có tập tính di cư rất đặc biệt, thực hiện những chuyến hành trình dài từ vùng kiếm ăn đến các bãi đẻ. Một số loài rùa biển như rùa xanh có thể di chuyển hàng nghìn km giữa các lục địa và đại dương để trở về nơi sinh sản. Sinh sản là một trong những giai đoạn quan trọng và thử thách nhất trong cuộc đời của rùa biển. Hàng năm, vào mùa sinh sản, rùa biển cái sẽ quay trở lại bãi biển nơi chúng đã nở ra, thường vào ban đêm, để đẻ trứng. Quá trình này bắt đầu bằng việc rùa cái đào một cái hố sâu trong cát bằng chân sau của mình, sau đó đẻ từ 50 đến 200 trứng trong đó. Sau khi đẻ trứng, rùa cái sẽ lấp kín hố bằng cát để bảo vệ trứng khỏi kẻ thù và ánh nắng mặt trời. Quá trình ấp trứng kéo dài khoảng 6 đến 10 tuần, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Điều đặc biệt là nhiệt độ của cát có thể ảnh hưởng đến giới tính của rùa con. Nhiệt độ cao hơn thường tạo ra nhiều con cái hơn, trong khi nhiệt độ thấp hơn sẽ tạo ra nhiều con đực. Khi trứng nở, những chú rùa con sẽ bỏ ra khỏi tổ và bắt đầu cuộc hành trình đầy nguy hiểm ra biển. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng và nguy hiểm vì chúng phải đối mặt với nhiều loài săn mồi như chim và cá lớn. Chỉ một phần rất nhỏ rùa con sống sót qua giai đoạn này để trở thành rùa trưởng thành. Rùa biển là một loài động vật có cuộc sống phiêu lưu và nhiều thử thách từ lúc nở ra cho đến khi trưởng thành. Với khả năng di cư đáng kinh ngạc, tập tính sinh sản đặc biệt và sự gắn bó với cả biển và đất liền, rùa biển đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Tuy nhiên, loài rùa biển đang đối mặt với nhiều mối đe dọa như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và săn bắt trái phép, đòi hỏi những nỗ lực bảo tồn mạnh mẽ để đảm bảo chúng tiếp tục tồn tại trong tự nhiên.